Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quang Vũ Vlog. Thì hôm nay Quang có một cái clip nhỏ để muốn chia sẻ đến các bạn về một cái ví dụ về khi mà chúng ta làm theo trend nó sẽ có những cái sự hiệu quả và thành công như thế nào. Do là kênh của Quang Vũ Vlog này thì Quang chỉ là dạng làm chơi, làm chia sẻ, biết gì là chia sẻ đó thôi, chứ cũng không có đặt mục tiêu là kiếm tiền gì hết, tại Quang có làm những cái khác nữa. Thì bữa hổm có một người bạn cũng mới làm YouTube mà cũng kêu Quang là thôi bây giờ mày ở mà làm theo kiểu trend thử tao coi, nếu mà làm theo trend mà ok có view nhiều thì tao sẽ bắt chước tao làm theo. Thì bữa hổm Quang có làm một clip về cái vụ tuấn khỉ, các bạn, chỉ là đơn giản chia sẻ thông tin trên báo, dạng là báo chính thống nha, chứ mình không có dám chia sẻ thông tin ở những cái báo thằng bậy thằng bạ. Thì cái vụ tuấn khỉ thời gian gần đây cũng được sự quan tâm rất lớn của mọi người, thì mình chia sẻ cái thông tin trên những cái báo chính thống ha, là cái thông tin đó là chính xác thì mình mới dám đưa, và là đúng cái trend á, thì được sự quan tâm và view cũng khá là ok, cũng khoảng vài chục ngàn view. Thì hôm nay Quang muốn chia sẻ sâu một chút xíu về cái vấn đề làm theo trend nha. Bây giờ mời các bạn cùng nhìn lên màn hình nha. Rồi khi mình sẽ biết cái thông tin về trend, muốn biết cái thông tin về trend như thế nào, mình sẽ Google, mình gõ cái từ trend nha các bạn. Đó. Rồi mình vô cái Google Trend nè. Đó. Mình sẽ bấm vô cái góc trái nó có cái dấu ba gạch nè. Đây là chia sẻ những cái bạn nào chưa biết thôi nha. Còn những cái bạn nào mà đã biết rồi bậc thầy thì Quang không có dám búa rìu qua mắt thợ nha. Rồi bấm vô tìm kiếm thịnh hành nè. Đó, nó sẽ hiện ra cái xu hướng tìm kiếm hàng ngày à. Đó là những cái tên, những cái từ khóa. Ví dụ mình muốn chọn khu vực Việt Nam không á, thì mình bấm vô đây. Đó. Đó, ví dụ như cái từ Liverpool, những thông tin xung quanh cái đội bóng, câu lạc bộ Liverpool nó có trên 20.000 tìm kiếm. Thì mình có thể dựa trên cái bài viết này. Đó. Ví dụ như là Liverpool chính xác chức vô địch sau trận thắng 97 liên tiếp. Nó là trên cái nguồn báo của Zin thì mình có thể yên tâm đây là cái nguồn thông tin ok, chính thống và chính xác ha. Đó, mình sẽ có thể dựa trên, nếu mà đặc biệt là những các bạn nào mà rành về đá banh á, bóng đá rồi đó, hay coi đá banh nhiều á, biết nhiều thông tin, thì mình sẽ dựa trên cái bài báo này và mình nói thêm những cái thông tin cảm nghĩ của mình, thì mình quan nghĩ sẽ rất là ok nha. Đó, cuối tuần thì sẽ xuất hiện nhiều cái thông tin về bóng đá, những từ khóa rất là nhiều liên quan đến câu lạc bộ như Liverpool nè, của Anh nè, BC của Pháp nè. Giống như cái tin này cũng là Quang đọc tin thể thao, Quang thấy cũng đang nhắc đến nhiều, đó là việc kỳ tích boxing Trương Đình Hoàng nè, thi đấu rất thành công tại giải boxing châu Á gì đó. Đó, các bạn có thể dựa trên những cái thông tin này, ví dụ như Tuấn Khỉ tiêu diệt ha, đó, dựa trên cái nguồn báo này, đó, cũng của zin.vn nè, đó, mình dựa trên cái nội dung mà mình nói thêm. Đó. Nếu mà các bạn nào mà nếu mà thực sự có thời gian mình lên trên trực tiếp, ví dụ vụ tuấn khỉ mình trực tiếp lên đó mình quay, nhưng mà nó sẽ theo Quang thấy là sợ là ảnh gây ảnh hưởng cản trở đến cái việc mà người ta điều tra phá án trong cái vụ tuấn khỉ, thì Quang thấy là không có hay lắm, thì mình cũng có thể dựa trên những cái nguồn báo. Và Quang nhắc lại một lần nữa, chia sẻ đến các bạn là những cái nguồn báo chính thống ha, như là Zin nè, Tuổi Trẻ nè, Thanh Niên nè, và đặc biệt là VN Express. Đó, VN Express là cái trang báo thông tin hàng đầu của Việt Nam ha, mình có thể tin tưởng khi đọc những cái thông tin trên cái báo đó. Đó là đây là những cái cách để mình tìm kiếm được những cái từ khóa, những cái chủ đề nào đó mà người ta đang chú ý tìm kiếm thông tin nhiều. Đó, mình dựa trên này để mình chia sẻ ha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại cái kênh của Quang mà dạng có cái clip về tuấn khỉ bữa hổm á. Cũng được ba mươi mấy ngàn view á các bạn, tuy là không có đáng bao nhiêu so với những cái anh chị em YouTuber nào mà dạng làm ok, kinh nghiệm lâu năm, thì mình không nói là Quang không có dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ là chia sẻ một chút xíu về dạng là khi mà mình làm trend đón đầu ok thành công á, thì cái lượng view nó khá là ok nha các bạn. Ví dụ như đối với những cái người mới, người ta chưa biết gì mà ví dụ người ta làm theo trend đi đó. Nó Quang cũng chia sẻ không cái hình ảnh cái clip này luôn cho các bạn nè, các bạn coi nè. Tin mới nhất Tuấn Khỉ đã bị xử nè, vụ án Tuấn Khỉ chính thức khép lại đó. Là chính thức cái vụ mà Tuấn Khỉ đã bị tiêu diệt trong cái đêm 13 tháng 2 rạng sáng 14 tháng 2 đó. Thì Quang dựa cái thông tin trên VN Express, Quang chia sẻ
và đó là cái nguồn thông tin chính xác ha. Quang mới dám chia sẻ chứ Quang không có nói dám nói tùm lum tùm la rồi gây ảnh hưởng nhiều cái nữa mất công đó. Rồi ví dụ tại vì cái kênh này thì Quang nãy cũng nói các bạn là làm chơi thôi nên mấy Quang cũng không có đầu tư nhiều, nó dạng làm chơi biết cái gì chia sẻ đó rồi quay ăn uống hàng ngày nên thường nó có mấy chục view và cả trăm view và chứ không có nhiều, nên mình cũng không có đặt nhiều mục tiêu cho cái kênh này làm chơi ra có nhiêu làm vậy. Giống như cái thông tin về công văn chính thức nè, học sinh thành phố Hồ Chí Minh nghỉ học đến hết tháng 2 đó các bạn, một hai ngày trước á thì mình cũng có thể làm thông tin có cái công văn chính thức có dấu mộc đỏ, có cái nguồn tin chính xác và gọi là có cái sự xác nhận rõ ràng từ các cơ quan có thẩm quyền á thì mình mới dám chia sẻ rộng rãi ha, chứ mình không có dám đọc trên những cái Facebook rồi những cái nguồn báo không có chính thống mà nói tùm lum tùm la rồi gây hoang mang dư luận không có tốt như các bạn. Thì mình làm trend cũng phải thứ nhất là mình phải có nói khéo, những cái vụ như về giết người hay này nọ đụng xe hay gì đó mình có thể nói một cách khéo léo lồng ghép, không có nói sâu xa tiêu cực vô mà mình chỉ nói một cách gọi là khách quan và nhẹ nhàng nhất theo kiểu là người đưa tin thôi chứ không phải là cái người trong cuộc nha các bạn. Đó là cái tin mới nhất mà đó thì các bạn có thể những cái người mới Quang chia sẻ cho những cái anh chị em nào người mới ha. Khi mà muốn tăng cái lượt view, tăng lượt subscribe trong quá trình khởi đầu của mình á, muốn mau đạt được cái mục tiêu là bật kiếm tiền 4.000 giờ và 1.000 subscribe á, mình có thể làm theo cách này. Nhưng mà theo Quang nghĩ khi mà đã bật được kiếm tiền rồi thì mình sẽ chọn một cái chủ đề nào đó xuyên suốt. Ví dụ như về ăn uống thì mình sẽ làm ăn uống hoài luôn, mình không có chen vô những nói quá nhiều trend, nó sẽ bị loãng cái nguồn khán giả. Đó là trường hợp khi mà kênh của mình đã bật được kiếm tiền, cái nguồn khán giả của mình đã có cái lượng người ta theo dõi quan tâm, người ta thích cái chủ đề của kênh mình là về ăn uống đi, thì mình chỉ nên làm cái vấn đề ăn uống thôi. Còn cái vụ mà làm trend như thế này thì dành cho những anh em nào mới làm, mình có thể dựa trên những cái nguồn tin này nọ đang hot, đang thu hút, mình làm để mau đủ điều kiện thôi nha. Còn khi đôi bật kiếm tiền thì nên làm xuyên suốt một cái chủ đề mà mình đã xác định ngay từ đầu nha. Đó. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn một vài thúc phút thôi để cho những cái anh chị em nào mới làm YouTube cảm thấy cái vấn đề 4.000 giờ, 1.000 subscribe khó quá làm. Ví dụ như làm những cái clip giống như Hoàng ở dưới đâu có bao nhiêu lượt view đâu các bạn, có mấy chục lượt view à, làm đâu có ai coi nhiều đâu. Nhưng mà nếu các bạn có thể biết qua cái thông tin về cái clip này Quang làm, các bạn sẽ biết thêm một chút xíu mình có thể làm theo trend để có thể tăng cái lượt view. Ví dụ như là cái về cái tin Tuấn Khỉ Quang làm là 36.000 view, là trung bình là một, Quang cho trung bình một phút một view là một phút đi, thì được 36.000 phút rồi các bạn, mà 4.000 giờ là 240.000 phút. Ví dụ như mình làm khoảng 4, mình ví dụ 36 đi, 36 mình cho 40 ra cho nó tròn, 40 lần ví dụ mình chỉ cần 6 clip, 6 nhân 40.000 là 240.000 phút, 240.000 phút là 4.000 giờ. Nó quan ví dụ một cách gọi là tổng thể để cho các bạn hình dung, để mình có thể là ví dụ làm 6 clip như thế này theo trend, đua theo trend đó là có thể ok. Và đối với những cái bạn nào mà nhanh nhạy hơn, mình có thể làm nhiều clip hơn xoay quanh về cái vấn đề này để có cái sự tương tác và nó sự tăng view chéo lẫn nhau nó sẽ tốt hơn. Còn Quang này làm ví dụ cho cái thằng bạn của Quang thôi đó, để cho nó biết được làm theo trend nó có kết quả ok, cũng vài chục ngàn view thì cũng không có đến nổi. Đối với những kênh mới mình sẽ có cái sự phát triển ban đầu là phải cố gắng làm như vậy. Rồi đến đây Quang sẽ kết thúc video và hy vọng qua cái clip này sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị em nào mới làm YouTube, mình có thể chọn thêm một cái những cái thông tin về làm clip về trend, những cái thông tin hot đó, đang được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng, để mình dựa trên đó mình làm. Không nhất thiết mình phải đến tới cái khu vực đó để mình quay, nếu mới đến khu vực đó quay ok càng tốt, nhưng mà nhiều khi mình không có đủ điều kiện, mình đâu có mang chuyện làm của mình tùm lum la. Nhiều khi mình chỉ có rảnh thời gian buổi tối, một cái khoảng thời gian ngắn trong ngày thì mình có thể dựa trên những cái nguồn báo, nhắc lại là các bạn dựa trên những nguồn báo chính thống nha các bạn. Về Zin, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VN Express để mình dựa trên đó mình nói vào. Và những cái trang thông tin ở những cái tên như Quang mới vừa nói là cái tính xác đáng rất là cao, nên mình có thể yên tâm mình chia sẻ nha.
Rồi, Quang sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, ủng hộ Quang nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.